Hi, xin chào các bạn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sao TV. Hôm nay hai vợ chồng Hải vừa mới đáp chuyến bay đến Đà Nẵng các bạn ạ. Hôm nay sau 30/4/15 thì bây giờ mới được đi nghỉ vừa sân bay về. Hôm nay mình quay chia sẻ với anh em, mình thấy cái phòng ở đây nó rất là đẹp, muốn chia sẻ với anh em một chút. Đây là cái phòng mà một người bạn của mình đặt cho mình, thì đang ở thành phố Đà Nẵng. Ở cái view ở phía ngoài này rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, đây anh em, mời anh em cùng xem cái view ở khu vực này này. Đấy, anh em thấy không? View rất là tuyệt vời luôn, phóng tầm mắt hết cỡ luôn. Và mình thấy là ở phía dưới kia có vẻ như là bà con đang kéo cá hay sao các bạn ạ. Mình quay cho anh em cùng xem một chút, xong lát nữa xuống đấy để xem bà con đang phải là bà con đang kéo cá ở đấy thật không. Đấy, đây chủ tịch thì chân vẫn còn đang hơi tập tách một tí. Đây để mình quay vào, quay chia sẻ với anh em xem mà phía trong này có cái gì. Ở cái phòng của mình như các bạn ạ, là ở đây nó giống như kiểu căn hộ ấy, nó có cả bếp này, bếp từ này, có cả máy giặt này, có cả lò vi sóng để cho mình hâm đồ ăn. Còn đây là máy giặt các bạn ạ. Nói chung là còn đây là có tủ lạnh, nó giống kiểu là căn hộ ấy các bạn. Anh em nào mà đi nghỉ lâu lâu giống như kiểu mình ấy, thì nên có cả nấu ăn từ luôn này, rửa bát luôn đấy. Rửa tay, rửa bát, rửa tay, rửa bát, rửa chén các kiểu. Ở đây mình, bởi vì là mình quay YouTube cho các bạn cùng xem, đâm ra là mình order một cái phòng mà nó phải có cái bàn làm việc. Đấy, anh em thấy không? Phải có một cái bàn làm việc, ghế sofa để nghỉ ngơi. Còn là sẽ đây là có một cái nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt tại đây. Để mình xem cái đồ amenity nó có cái gì các bạn nhé. Đây, khách sạn này là khách sạn Lê Sen. Đấy, thấy không? Anh em thấy người trong gương kìa. Mình đấy, nhà vệ sinh thì rất sạch sẽ. Có vẻ những khách sạn này khá là mới. Mình thì luôn luôn là tiêu chí của mình là thích những cái khách sạn là mà nó mới. Nó mới thì tất nhiên những cái đồ nó sẽ rất là đẹp. Mình đặt phòng này để cho hai đứa thằng trẻ con, hai thằng cu nhà mình. Nhưng mà hai đứa nhà mình thì nó lại đến phút cuối nó lại không đi các bạn ạ. Nó chưa được thi xong. Đó, chưa thi xong. Đấy, nên là bể kèo thôi, nhưng mà phòng thì đã book rồi, đâm ra là đây là phòng family đấy. Phòng đấy, nên là các bạn ấy thôi phải hẹn các bạn ấy vào một dịp gần nhất. Mình thích cái phòng này, rất thích để muốn quay chia sẻ với anh em vì nó có hai view, hai mặt view. Một view là view về thành phố Đà Nẵng phía đằng sau đây, và đằng này thì lại view biển luôn. Đấy, bạn thấy không? Wow, bên kia kìa, bên kia có tắm kìa. Còn ở bên kia là ui, cái này là cái nhà bên cạnh các bạn ạ. Bên cạnh này đang cũng có các em rất là hot đang tắm ở kia. Ở đây thì mọi người bây giờ xu hướng hay làm cái bể bơi vô cực ở phía trên để ngắm view xuống phía dưới. Đấy, anh em thấy không? Nhưng mà view bên mình là cao nhất rồi đấy nhỉ. View bên mình là rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ quay sang cái phòng ngủ của mình để cho các bạn cùng xem phòng ngủ mình có cái gì. Phòng ngủ của mình có cả bồn tắm. Đây, phòng ngủ của mình thì sẽ có bồn một cái bồn tắm ở đây để có thể là nằm đây thư giãn và ngắm view biển. Đấy. Ở phía trong này thì cũng có một cái nhà vệ sinh nữa. Đây là bàn chải đánh răng nên là của mình dùng, còn phòng bên kia là phòng riêng của các bé. Còn đây là đồ đánh răng. Đây các bạn. Nói chung là ở đây thì nó là hai phòng ngủ và hai phòng nhà vệ sinh riêng biệt. Đây, đây là phòng ngủ của mình đây các bạn. Thấy không? Anh em thấy đẹp chưa? Nói chung là một khách sạn rất ưng ý. Vừa vào thôi thấy cái phong cách phục vụ của các bạn ấy là mình cảm thấy là rất tuyệt vời rồi. Biển rất đẹp. Biển một bên và em một bên đó. Biển một bên và em một bên. Kìa các cô chú vẫn đang kéo lưới ở dưới kia. Thấy không? Bây giờ mình sẽ đi xuống đi tắm biển một chút, sau đó mình sẽ đi lên review cái bể bơi ở trên này các bạn nhé. Bây giờ là xuống biển tắm biển cho nó. Bây giờ là khoảng hơn 4 giờ rồi. Mình lên trên tầng đi. Thế cũng được. Anh bơi ở trên bể bơi. Cũng được, lên bể bơi. Đây là cái bể bơi ở phía tầng thượng của khách sạn anh em ạ. Ôi dồi ôi, trên này đẹp mà chill thật đấy. Để mình quay cho anh em cùng xem. Cái ghế này hay không? Tí tắm xong rồi nằm đây nghỉ ngơi thư giãn. Đây là toàn cảnh thành phố Đà Nẵng nha. Bờ biển. Bốn xung quanh là biển hết luôn nhỉ. Tất nhiên là mát rồi. Bà con vẫn kéo lưới ở dưới kia kìa anh em kìa. Thấy không? Giờ mình sẽ quay một chút ở đây, sau đó là mình sẽ phi xuống dưới đấy để quay chia sẻ với các bạn, là để xem bà con có kéo được nhiều cá không. Cảm giác phê không anh? Mình nhảy số phát tràn hết cả nước của bể bơi luôn. Ở đây đẹp, nói chung là các bạn mà ra đây kiểu chụp ảnh ấy thì rất là hợp luôn. Ra đây các bạn có thể đứng ở góc này chụp ảnh đẹp này, đây anh em thấy không? View thành phố rồi view biển, nói chung là kiểu cái khu như này rất là hay. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới kia để xem mấy cô chú kéo cá các bạn nhé, quay chia sẻ với anh em cùng xem. Khách sạn mình thì ngay kia, nhưng mà mình thấy các cô chú đang kéo lưới ở đây thì chạy ra xem ở đây là các cô ấy kéo được những loại cá gì. Ui, ui cá to phết đấy này. Đây này các bạn này, con này to mà, con này hết là loại gì nhỉ? Cái bạch không? Cái bạch không? Ui đây nhiều cá phết này, nhiều chưa? Xin chào. Thấy không? Cái này mình có bán luôn đâu ạ? Có bán luôn à? Hay nhỉ? Con cá to này là cá gì đấy anh? Cá măng biển à? Ôi, ôi, nó bụi. Quá nhiều luôn. Chuẩn là bà con. Ấy à, cái gì mà nó bắn đấy nhỉ? Mặn thế. Nó bắn phát vào mồm rồi. Vâng. Ui nhiều chưa? Vâng. Cái này nó có cả tép luôn này. Con cá to kia bao tiền đấy ạ? Chú? Hả? Hả? Bao tiền? 120.000 ký à? Ok, quất luôn. Quất luôn, tí về nhà hàng. Hôm nay thì mình ăn nhà hàng rồi nhưng mà. Đây. Con này là món gì anh chú nhỉ? Tôm chấm là được đấy. Hả? Đây ăn tôm chấm này. Lấy 800 à? Dạ. Ok. Quất luôn. Dạ. Rửa sạch đất cho anh ấy. Rửa sạch đất à? Rửa sạch đất. Vâng, mua ủng hộ luôn cô chú. Thế còn cái này bây giờ mình mang đi chợ bán à hay là bán ở đây luôn? Bán ở đây luôn. Bán ở đây. Cái cá này bao tiền cân? 40.000. 40.000. Hay quá các bạn ạ, nói chung là đúng rồi, đúng rồi. Đâu rồi con cá kia đâu, chú đang rửa kìa. Ấy, một trao ngon, một trao gái mua ấy. Rồi, ok. Cá này mà không ngon thì ăn cá nào nữa đúng không? Mình thì nó vừa mới dẫy xong. Ấy, ấy nó vẫn còn dẫy kìa. Đấy, ở đây toàn là bán cho người dân ở đây luôn này các bạn ạ. Cá là chuẩn tươi sống luôn. Đây là chắc là các cô chú ngư dân ở xung quanh đây. Nhớ trả tiền. Giả tiền không hề trốn mất. Tìm ra được. Ấy. Vâng. Bây giờ có ai mua lại con cá này không? Phải bán lại luôn này. Vừa mua 800 giờ bán 801. Ở đây còn để mình quay. Vâng cháu. Con này là cá gì đây hả chú? Cá nát. Cá lóc à? Con này ăn có độc có đúng không? Không. À. Không mà chết tỏi đúng không? Không. Con này là cá độc mà. Không có độc mà. Ở trong kia còn không? Ở ngoài kia vẫn còn không? Kia đây, mọi người vẫn đang. Đấy, mọi người vẫn đang đổ lưới ra kìa. Mình thì mình chốt con cá to rồi các bạn ạ. Tuyệt vời chưa? Mình rất thích cái không khí như này nhá. Rất là mình mua con cá ủng hộ cô chú thôi, nhưng mà cũng chưa biết là nhà hàng họ có giúp mình nấu không. Nhà hàng nấu được. Hả? Nhà hàng nó nấu hết. Nhà hàng nó nấu hết à? Ok. Nhà hàng nấu hết. Hay quá. Thế thì còn gì bằng nữa. Tuyệt vời chưa? À anh ấy mang nước biển vào để rửa luôn. Thế con cá này là món gì? Cá này kho nhỉ? Kho nấu canh thì được đúng không? Rồi, chào anh em nhá. Rất vui khi ở đây mọi người cũng có một số người nhận ra Spa TV các bạn ạ. Đâu ơi, cháu gửi tiền con cá kia, gửi tiền cho ai đây? À, chú à, má mì à? Ok. Bao tiền con đấy? 800. 800 à? Ok. Nhưng mà có ai có cái túi hay cầm hộ về được không? Mình đem xe lên xe hả? Không, em ở khách sạn kia kìa. Bây giờ sáng lên sáng hả? Vâng. Ok, đấy. Các anh sang giúp em hát. Vâng, bao giờ mình có thường xuyên kéo cái này không? Hay là ngày nào cũng kéo à? Ngày nào cũng kéo. Đến cái tầm này là được hả? Một ngày kéo được mấy lần? 1 kg cho cây. 5-6 lần đúng không? À. Nhưng mà rất hiếm khi mới được cá to kia chứ nhỉ? Đấy. Thôi, chú cầm hút con ra kia nhá. Okay. Vâng. Đấy các bạn ạ. Thôi bây giờ để cho có đúng một con to nhất thì mình xích cổ luôn. Ơi, cảm ơn anh em nhá. Ok. Này sẽ nhờ nhà hàng chế biến cho anh em mình thưởng thức. Chú ơi, con cá này thì mình làm món gì thì ngon? Kho cũng được, nấu canh cũng được. Kho được, nấu canh được à? Làm chả cũng được. À. Con chào ông nhá. Vâng. Kho được, nấu canh cũng được các bạn ạ. Làm chả cũng được. Làm chả cũng được. Không, con này không biết ăn, mày ăn không có ngon nào. À. Nhưng mà con này phải biết ăn mới ngon à? Vâng. Làm món gì là ngon nhất? Con này chỉ có ăn bún thôi. Ăn bún nấu canh. À, lẩu canh ăn bún à? À, lẩu canh ăn bún. À, không có nhậu được đâu. À, con này không nhậu được, nhiều xương lắm đúng không? Vâng. Ồ, thế này thì khó nhỉ. Hay là bây giờ em biết anh là khán giả của Sapa TV đúng không? Vâng. Có xem Sapa TV hay em xin phép biếu anh con cá này được không? Thôi, tôi được rồi, em đem về đi cho. Không, em làm sao đem về được? Em biếu anh luôn. Con cá này tươi mà người ta vừa kéo rồi đấy. Không, nhưng mà anh không có xài hết được đâu. Thôi em biếu anh biếu ai thì đấy là việc của anh nhá. Ok. Có gì về ủng hộ Sapa TV nhá. Trời ơi, cảm ơn em thôi. Ok. Dạ. Có cầm được không? Được, bỏ xe đi thôi. Bỏ xe được mà đúng không? Cầu hả chú? Đúng rồi đấy. Vâng. Thôi về nhậu đi, không đỡ phải ấy. Không phải chạy xe nữa. Đi về phải cắt ra cho xóm. Đúng rồi, cắt ra cho mỗi người một con. Không rồi mình to mình ăn không hết đâu mà. Con này nhìn lên thôi mà to lắm đấy. Con này đều khoảng 5-6 cân đấy anh nhờ. Con này khoảng tầm 5 cân đấy. Vâng, to đấy. Rồi, hay quá. Rồi, chào anh nhá. Có gì về là nhớ ủng hộ Sapa TV nhá. Rồi, ok. À, một khán giả tuyệt vời của Sapa TV. Phần thưởng của khán giả Sapa TV đó là một con cá rất là to. Đấy các bạn, xem Sapa TV là ủng hộ mình nhá. Đây các bạn ạ, mình ở cái khách sạn này. Nhưng mà tối nay mình có hẹn với lại là ăn tối với bạn rồi. Thì đâm ra là xin phép biếu lại con cá đó cho anh một khán giả đặc biệt của Sapa TV. Anh ấy đang chạy sâu. Vừa rồi vừa đi biển về tắm rửa xong thì được hai em mình ở trong này, tí nữa mình sẽ giới thiệu hai anh em sau. Em ơi, đây là bếp của người ta đấy á. Ôi cái bếp nhà hàng mà để như này là khét đấy nhờ. Được. Nói chung là chào anh em nhá. Nếu mà ở một cái nhà hàng mà để một cái bếp kiểu như thế này thì mình chưa từng ăn cảm thấy là yên tâm. Mình cũng là người làm nhà hàng nhưng mà phải nói là được đấy. Bếp rồi đấy, mà đây dùng bếp còn hoành tráng hơn. Nhà mình là dám dơ cái bếp ra để cho mọi người xem nhưng mà không to lắm, mà ở đây là còn to hơn. Đây là khu làng cá. Minh ơi, cái này là cái gì đấy hả Minh? Rượu Lào Cai. Aquafina. Rượu Lào Cai. Rượu Tây Bắc. Rượu Tây Bắc. Mình luôn đây. Đây anh em mình hôm nay đi ăn hải sản các bạn ạ. Cái này là cua gì đây? Cua Bắc Mỹ à? À. Em ơi, ở đây quay phim được không em? Được anh. À ok, hay quá. Vừa nhiều nhỉ. Mình chưa thấy cái vựa hải sản nào nhiều như cái vựa hải sản này luôn. Cho anh một cái bàn nào view đẹp nhất nhá. Ui, cái này là ghẹ này. Ghẹ này bán như nào đây? 850.000 à? Ghẹ đỏ. Ui dồi ôi, có khách ăn hết từ này luôn á? À, vớt bớt sang bể kia thôi đúng không? À, quán hải sản chất lượng nhất Đà Nẵng à? À, đây này anh em này. Ở đây nhà hàng này rất là đông. Ui, đây tôm mũ ni này, đúng không? Tôm mũ ni, tôm này là bao nhiêu em? 2,9 triệu một cân à? À, à đúng rồi, có giá kìa nhỉ. Hay quá. Ui bên này này. Đúng là lần đầu tiên đi nhiều, cái nơi mà nó nhiều hải sản này. Chào anh nhá. Dạ. Vâng. Em cũng lâu lắm rồi mình này cái thịt quay nó có lọc nguồn gốc thế này. Hả? Anh bảo là lâu lắm mình nhìn thấy cái thịt quay có lọc ồn. À, có lọc ồn là chính rồi, anh có nghề đấy. Ở đây là cá bơn vàng các bạn ạ. Còn ở đây là cái con tôm hùm Nam Úc. Tôm hùm Nam Úc à? Mà này to ấy nhỉ. Ui dồi, nhiều. Hả? Cái này là cua Bắc Mỹ. Mình sẽ đi một vòng quay cho anh em xem, sau đó thì anh em mình sẽ order nhá. Ở đây là con này là con gì nhỉ? Tôm tít. Hôm trước mình ăn là tôm tít ở cái chợ đêm kia cũng là nhiều. Ở bên này là tôm sú này. Công nhận là đi rất nhiều nơi rồi nhưng mà hôm nay gặp cái vựa hải sản này công nhận là khét thật đấy. À cái này, tôm tít ở đây cũng to này. À, tôm. Không. Ở đây là cái gì đây? Tôm hùm bông, à tôm hùm bông. Hôm trước mình có ăn con rồi nhưng mà không to như này. Tôm hùm ở đây là cái giá của nó là ở đây có cái giá luôn các bạn ạ. Một lại là 3,8 triệu, một cái lại là 4,5 triệu. Rồi, to chưa? vời luôn. Đấy, sau này là niềm mơ ước của mình sẽ có những cái nhà hàng mà nó siêu khủng như này các bạn. Biết bao giờ mình mới có được. Đấy, cá hồng biển này. Phải nói là cái hệ thống lọc ở đây tuyệt vời này. Cá trình biển này. Rồi cá trình suối, ủi nhiều lắm. Bảo là đi quay một vòng, sau đó thì mê order các bạn ạ. Ở đây này. Đây. Phải nói là nước ở đây nó trong. Thấy ông bằng tay này. Em thấy không? Cua. Tôm mũi ni đỏ. Quá nhiều luôn các bạn ạ. Phải nói là nó là vựa luôn. Đi này mới sướng. Ở bên này là bào ngư này. Đây là tôm cá mú biển. Cá bơn. Con cá này nó cứ nằm như kiểu chết nhỉ. Kiểu nó thế đúng không? Cái loại này là tôm hùm Nam Úc này anh em nha. Rất to. Mình đi rất nhiều nơi thưởng thức hải sản nhưng mà chưa thấy ở đâu nó quy mô như ở đây. Phải nói là mà ở đây mọi người vào nó lượm lượp như ngày hội các bạn. Đây là mực này. Ôi cái này nó bắn nước. Mình sờ vào nó bắn luôn đấy. Mình sờ vào nó phun nước luôn này. Mày chơi đều nhau thế. Hả? Em mày thích cái loại này à? Đây là loại king crab anh em này. King crab. Quá nhiều luôn. Mình chính em có gì đây? Anh chị em đi chợ đi. Bây giờ mấy đứa ở trong này ăn con gì ngon thì cứ gọi. Cá bơn này làm món gì em? Cá bơn này có chiên này, có ăn sống này, có hấp xì dầu, có nướng. Hoặc là làm lẩu cũng được. Một con có thể làm. Thế đây mình ăn con gì? À, ăn kiểu gì? Cá bơn này chế biến món gì? Bơn này hay là bơn vàng? Ăn con bơn vàng đi. Bơn vàng đúng không? Ờ. Bơn vàng hay cũng chế biến như thế này luôn. Ok. Bắt anh một con bơn vàng thế nào? Hấp bả hay được. Anh muốn làm hai món đúng không? Hay là anh muốn làm gì? Hả? Ý là ăn sống. Ăn sống. Ăn sống với cái gì nữa? Còn lại thì mình sẽ nấu cháo hay là nấu canh chua hay là làm lẩu. Lẩu này. Lẩu đi. Lẩu sẽ có lẩu bún mà luôn. Lẩu măng chua hay lẩu Thái? Vậy lẩu Thái thì ngon hơn. Ok, lẩu Thái đi nha. Cho em một cái bơn vàng là 40.000. Ăn con này biết đâu lại biết đâu là trúng số. Trúng số. Con này là 2,5 triệu một cân nha anh em nhé, 2,5 triệu một cân. Đấy. Ok, còn con gì nữa nhỉ? Rồi 1,8 kg. À, tôm muni là món gì em? Con này thì có cháy tỏi này, nướng phô mai, nướng bơ tỏi ạ. Rất là ngon. Bơ tỏi đi, nướng bơ tỏi đi. Nha. Bây giờ là lấy hai con chặt đôi ra. Ok, thằng này quá được luôn. Thế đấy. Bắt cho anh hai con này luôn. À, anh kia bị cặp rồi. Hả? Đấy gọi là nghiệp quật đấy đúng không? Thằng này nó nói đồng nghiệp nó là nghiệp quật nên hỏng rồi. Rồi, ok. Quá hay. Còn con gì nó lạ nữa không nhỉ? Nhà em là có con sò điệp này cũng ngon này, sò điệp nước mà. Con này là con gì đấy? Sò điệp Úc à? có tu hài nước mà hành cũng được. Tu hài nước mà hành à? Ok, chốt luôn. Tu hài đây này rồi. Đây này anh nói kìa anh kìa. Rồi, tu hài nước mà hành đi. 4 con tu hài nước mà hành. Mỗi con tu hài 1 kg. Ok. Thế là 4 người tầm này đủ chưa nhỉ? Vô tư đủ rồi, đủ rồi anh, nhưng mà phải cho thêm 1 món để hấp xả ăn trước nữa, ví dụ như ngao hay chip chip gì đó, tới nửa cân là được rồi, hay là ốc hương gì đó. Anh có cái sò huyết không? Sò huyết không? Có sò huyết ạ. Lấy cho anh 1 cân sò huyết đi. Anh nhấm nháp. Nướng mọi nhá. Nướng mọi nhá. Cho bà ký sò huyết đâu con ơi. Đâu xem sò huyết ở đây có to không? Cái loại mà to nhất ở đây ấy. Đâu? Ôi giời, con này bé thế. Thì nhặt nhặt mấy con to ấy. Bây giờ bảo nhà thì khó nhỉ? Khó. Cứ lây mà cứ cháy là phải dục ra hết luôn cả đĩa mà. Đâu vậy vậy? Em thích ăn cái này không? Cái gì chơi hết đi. Ok. Được rồi, được rồi. Mình thấy cái không phải là anh chủ ở đây là người Bắc mà mình nói hay đâu, nhưng mà phải nói là mình đã lâu lâu rồi mình không gặp một cái nhà hàng nào mà nó mình cảm thấy là yên tâm, bởi vì là cái bếp nó sạch sẽ này, xong rồi cái không gian này nó rộng thoáng mà rất là lịch sự luôn. Hình như là ở đây là toàn người Bắc vào đây các bạn ạ. May là có 2 thổ địa ở đây, có được cái view biển rất là đẹp luôn. Ở đây là nằm trên đường gì đây em? Võ Nguyên Giáp à? À, đây là đường Võ Nguyên Giáp, mà trước mặt đây là bãi biển luôn các bạn ạ. Đây các bạn ạ, đây là món gỏi này, cái gỏi gì đây nhỉ? Gỏi cá bơn. Cá bơn lại phải là cá bơn vàng mới được cơ, đúng không? Đấy. Tiếp thôi, không phải nhúng qua chanh đi cá hồi đấy đâu, đúng không? Em làm mẫu đi để chị ăn nào. Rồi mấy chị em cứ ra đòn đi. Nhưng mà riêng mình ấy, thì các bạn biết rồi, mình rất thích kiểu mình cũng phải phệt luôn à? Phệt luôn anh ơi. À hay quá. Được không? Được. Cho xì dầu chưa? Cho mù tạt chưa? Rồi anh. Rồi mời cả nhà nhé. Mình thì cũng cho rất nhiều mù tạt đây rồi. Nhìn hấp dẫn chưa? Em ăn đi, anh ăn cái này thôi. Anh ăn cái quán này à? Đây mở ở nhà nhá. Có cả rong biển đây anh. À, cái này là cái gì đây em? Rong nho. À. Rồi, mở ở nhà nhá. Wow. Sọc lên mũi ra quá. Hả? Em bị sọc lên mũi à? Ôi. Mô tạt cay lắm. Con gái này ăn gỏi ngon hết nhỉ? Hả? Ủa, con ăn gỏi ngon rồi đấy. Tôi thấy rau cải nó tạo thêm cái độ cay nhá. Mà lại ngon. Nó có cái hăng của cải tươi. Cái vị hăng của cải tươi nó rất là ngon. Em cuốn cho anh một cái lá cải nhá. Em cuốn cho anh một miếng thử nào. Theo như bạn thổ địa, em là vợ Minh tên là gì nhỉ? Huy. Huy Minh đúng không? Đấy. Thế con gái tên là Huy. Đặt luôn tên mình là thằng con trai luôn. Mình có một cái đồng giống nhau đấy. Thế em giống bà xã anh ấy. Bà xã anh là đặt tên là Tuyên. Cũng như là ngày xưa bố mẹ kiểu 5 cô con gái rồi. Thế là cũng muốn là hy vọng bạn này là sẽ là ấy đấy. Sẽ là con trai. Ăn đi em, ăn đi. Nét chưa đấy? Đang nhờ cameraman từ Đà Nẵng các bạn ạ, đầu cầu Đà Nẵng đây. Mời anh em. Ngon không anh? Để anh chị em mình nằm chén đi cho nó hạ hỏa. Ok. Nào, sức khỏe anh nhá. Rồi, sức khỏe em. Cảm ơn anh Trầm nhá. có tố chất làm cameraman đấy. Nhưng mà thực ra là cơ bản mà nói là mình không thích cuốn đâu anh em ạ. Vì cuốn thì nó bị lạc vị quá. À, cứ như này phệt luôn thôi. Đấy, ăn khỏi như này cũng sướng. Có hai con mũ nem nướng bơ tỏi đấy không ạ? Đúng rồi. Con này con gì nè em? Dạ em Miến Thiện ạ. À, món này món gì đây? Tôm mũ ni đúng không? Dạ, nướng bơ tỏi. Ok, chuẩn luôn, anh cảm ơn. À, bà mà nướng cắt ra không để em cắt nó luôn cho à? Thôi cứ để đấy, cho anh. Dạ rồi. À, cứ để đây tí xay đòn cho nó sướng. Dạ, đây mở ở nhà. Ok, anh cảm ơn. Đây các bạn ạ. Còn quá. Đây mời anh em đi nhá. Ngon ơi. Em thì ăn em miếng là không ăn cuốn rau này xem như này. Nó ngọt hơn nhiều. Ngọt hơn nhiều. Đúng không? Không có một em còn dám ăn này luôn không? Dạ. Dám ăn không? Dạ. Đấy, em Minh là người Lào Cai các bạn ạ. Thế mà vào đây lấy vợ rồi trong Đà Nẵng này giỏi thật đấy. 9 năm rồi anh ạ, ở đây 9 năm rồi. 9 năm rồi à? À. Anh thấy là cái thành phố này rất là đáng sống. Yeah. Có khi là mình cân nhắc để chuyển vào đây đi em ạ. Yeah. Chuyển vào đây mà ăn nhiều hải sản này là nghi là phải đẻ thêm 3 bé nữa. Dễ gút. Dễ gút lắm. Ok, tiếp tục là mình review tiếp món này, món... Cái này anh lấy cho em lấy cho. Đây là món tu hài đúng không? Đây các bạn ạ, đây là món tu hài này, nhìn rất là ngon hấp dẫn. Đây mời anh em xơi món tu hài. Tu hài nướng mỡ hành đúng không? Ngon còn. Em gọi em mời chị nhé. À, anh em. Mình thích ăn này kiểu như này luôn. Mặc dù nhiều người bảo ghém vào thì nó dễ ăn hơn. Ba anh em mà uống rượu với nhau đi. Rồi anh em nhá. Chín năm trước lúc mà mình còn đang chạy xe là chở gia đình anh họ gặp nhau đấy. Đi đón dâu. Đi đón dâu. Thế mà 9 năm sau là đã có 3 bé đấy nhờ. Mình 3 bé, này cũng 3 bé luôn. Thấy em này nhưng mà kém miếng kiểu khó chịu ấy. Thôi em ơi, ăn đi. Ăn em. Ủa? Đây. Ở đây là có những con. Con này là sò huyết. Ngon. Sau khi mà mình thưởng thức xong thì bây giờ đến chủ tịch các bạn ạ. Chủ tịch cũng chơi một phát xem hết luôn con này không. Úi dồi ôi. Đúng là danh bất hư truyền. Nói chung là mình mà không quay phim là một phát là con pem hết luôn đấy. Nhưng mà thấy ở quay phim này chắc là ngại. Thôi mời em đi. Rồi mời anh. Sức khỏe nhá. Tuyệt vời, ok. Chúc anh chị mọi việc càng ngày càng phát triển. Ok, cảm ơn em. Dạ. Hết nha, hết nha. Tiếp tục đến con này là con tôm mũ ni các bạn ạ. Này, các em sơi trước đi. Mình phải ăn nóng thì nó mới ngon. Em ơi, anh mời em. Dạ. Ăn đi, ăn nóng thì mới ngon. Đấy, cho cả mình nữa, xong rồi. Đây. Dạ. Mọi người đã lấy cái phần thịt ra rồi, đâm ra là bây giờ nó rất là dễ. Em rồi. Rất là nhiều các loại tôm rồi đấy, nhưng hôm nay ăn con tôm này là đầu tiên. Em ăn thử xem tôm này ngon không? Tôm này là bao nhiêu tiền một cân nhỉ? 2 triệu mấy nhỉ? 2 triệu 9. 2,9 triệu. Đấy, tôm mũ ni các bạn ạ. 4 con này là hai con này là 1 cân. Hơn 1 cân. Cân 3 cân 4 rồi đấy. Em ăn thấy sao? Ổn không? Khá ổn. Về sau này chắc em phải học cách mà nướng phô mai này. Vừa thơm mà lại vẫn giữ được cái độ ngọt của thịt. Về lấy món cá tầm là bỏ lò phô mai. Về làm thịt trâu phô mai luôn ấy. Hay là em làm món trâu gác bếp bỏ lò phô mai anh được. Anh ăn đi. Ăn đi, em ăn hết đi, xong rồi anh ấy. Mình khoái mấy con này này. Đấy, anh em thấy không? Mấy con nó mở rồi. Đây, đập mồm ấy. Tươi lắm. Hả? Mai tự nhiên ông bà bảo sao quái này có thằng con mình ở trên Sapa TV nhỉ? Đây. Anh ơi, này. Làm miếng ngập mồm. Em mời cameraman này. Thôi em ra đòn đi, Thử đấy thôi, ai có phần hết rồi. Anh có con của anh. Đây. Ổn không? Ngon không? Ngon từ nước, ngọt từ xương nha. Ui, cảm ơn em gái nhá. Em ăn đi. Dạ, dạ. Đấy, em bóc cho con sò huyết. Có cái nước này. Bóc cái nước này mới ngọt đấy. Câu này ngọt đấy. Ngon. Em ăn đi, Sở trường của anh Hải là món này mà. Hả? Sở trường món này. Anh không hiểu sao luôn đấy. Anh ăn cái món này cực kỳ luôn. Nó rất là ngọt luôn. Sau khi mà chủ tịch ăn xong thì bây giờ đến lân mình các bạn ạ. Thì giờ cũng đến lúc để thưởng thức. Ui, cái nước nó ngọt. Nhìn anh Hải ăn mà bao nhiêu người phải nuốt nước bọt đấy. Thôi nhưng mà phải nói là cái con tôm này anh em này. Đây, cameraman là quay gần vào một chút. Đấy, thấy không? Cái thịt của nó rất là ngon mà cảm giác cái kiểu là nó rất là chắc thịt. Đúng là kiểu xứng đáng đầu tiên bát gạo anh em ạ. Ngon. Ngon. Tôm mũ ni. Đúng là xứng đáng đầu tiên bát gạo anh em ạ. Đây. Chấm bên này là đấy. Cái nước này gọi là nước gì nhỉ? Nước chấm hải sản đấy đúng không? Ớt xanh, ớt xanh. Đó, câu là tôm mũ ni này ngon, ngọt, thịt nó dai. Đúng là xứng đáng đồng tiền bánh gạo. Nó còn đắt hơn cả King Crab đúng không? Ngang cơ King Crab nhỉ? Con này là có thịt hơn. Ăn này là có thịt hơn. Nào, anh mời em đây. Mời bà xã của mình Huy đúng không? Ăn thêm đi. Ăn đi em. Ui dồi. Ngon. Các cụ bảo là mình ngon nhớ lâu. Đúng sở trường luôn. Nhưng mà phải nói đầu bếp ở đây nó làm ngon. Ngon này. Nhà hàng này phải ngon nhất là Đà Nẵng chưa? Về hải sản là đỉnh nhất là Đà Nẵng. Về hải sản đỉnh nhất là Đà Nẵng. Những nơi khác không có thì ở đây có. Ở đây mình còn thấy có quả trứng này các bạn này. Đây. Ở đây có quả trứng luôn. Con này có trứng này. Đấy không? Trứng này. Nói chung là anh em đi đâu ăn uống thì cứ hỏi mấy các bạn là thổ địa các bạn ạ. Đây các bạn ạ, sau khi mà anh em mình thưởng thức món cõi siêu ngon, siêu ngon các kiểu xong thì bây giờ mình có cái phần hài cốt để làm món lẩu. Cái này mình nhúng với rau gì em nhỉ? Dạ đây ạ. Ở đây là mình sẽ có cái món nấm kim, rau muống và mùng tơi. Đặc biệt là có cải thảo và rau cải. Nói chung là những cái rau này ở Sapa mình cũng có. Cảm ơn em nhé. Em đi Sapa bao giờ chưa? Dạ chưa. Dạ chưa à? Thế khi nào cố gắng làm việc nào ông chủ cho đi Sapa nhá. Ok. Nhân viên thích chủ thôi. À thế à? Thôi ý là hôm nào làm tốt thì ông chủ cho đi du lịch Sapa. Em chủ vẫn chưa đi Singapore, đi Thái Lan hết mà. À thế ạ? À? Đi ba đi lục tỉnh hết. À. Ngày xưa năm nào cũng đi hết. Ok. Thế thì em phải là một chân thôi anh ạ. Anh em hôm nào có gì cho em xin vào đây một chân nhé. Ngon này, lẩu ngon này. Nói thật với các bạn là sau khi thưởng thức các món ngon xong mà bây giờ có một nồi lẩu giống như kiểu là để cho mình ấm bụng với các bạn ạ, thì nó không có gì tuyệt vời này. Em lấy cho hai bạn đi. Anh cùng đi anh. Nhưng mà hôm nào hai đứa phải ra Sapa với anh nhá. Dạ vâng anh. Hai đứa này từ lúc em làm lái xe, em đang lấy xe của em, đưa hai họ nó gặp nhau. Và bây giờ là sau 9 năm rồi anh em mới gặp lại. Em là người ở đây, em Đà Nẵng. Đây mấy người đây hết. Cậu lấy vợ người đây à? Vâng. Đâu? Đấy thì hơn 9 năm đúng không? Chung là cứ cơm đo rượu say xong rồi có một chút canh. Thế là đầu có tuyệt vời các bạn ạ. Nên là cái bộ hài cốt nào của cá khi mà các bạn ăn phi lê thì đừng nên ném nó đi nhá. Ăn đi em, ăn đi. Đó bún. Bún chanh à? Đúng không? Cái nhà hàng tên là gì đấy? Lang cá. Nhà hàng này nằm ngay bờ hồ nhìn ra ngoài biển. Xưa ở đây là 3 nhà hàng đúng chủ đấy. Đúng rồi, những cái view là đẹp nhất của Đà Nẵng là ông ấy lấy hết. Nhưng mà chỗ này cũng đấy cũng phải hơn 1.000 mét vuông một sàn đấy. Chúng ta bạn nhiều. Đồ ăn mà ok mà đúng không anh? Ngon. Anh không biết là mọi người thấy thế nào nhưng mà anh thấy ngon, mình thấy rất là ngon đấy. Nên là anh cảm ơn. Anh em có dịp qua đây thì nên qua đây thưởng thức. Nói là cái vựa hải sản ấy. Nếu là một nhà hàng mà không đông khách ấy, thì không bao giờ làm được một cái vựa như thế. Vì mỗi một ngày hải sản nó chết đi ấy, thì cũng tốn mấy chục triệu rồi. Hôm nay anh bảo em dẫn đi vựa hải sản nó lớn nhất thì em chỉ có dẫn ra đây chả chỗ nào cả. Hôm nay là đẳng cấp nhất rồi lắm rồi. Rồi, anh em mình làm chén đây đi. Sau đây có lẽ là Hải cũng xin phép kết thúc video từ đây. Nếu mà các bạn có dịp qua Đà Nẵng thì hãy đến nhà hàng Làng Cá. Sao không phải là làng chài mà là làng cá nhỉ? Mời anh em nữa. Quy tụ hết tất cả hải sản